Đại dịch Corona đang truyền vào trong nước ta. Đánh giặc Corona vì cuộc sống cho một nhà. Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra. Nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám cách ly xa. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngày nghỉ là sung kích. Thề quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Mỗi người khi đi ra nên đề phòng cho chính ta. Nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta an toàn. Nên nhớ khi đi về là cần rửa kỹ đôi tay. Ai cũng vì cộng đồng không lây nhiễm Corona. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngày nghỉ là sung kích. Thề quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 8 ngày liên tiếp, nước ta không có bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng. Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy hành động, cùng nhau thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 10 tháng 9, đã 8 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện đã chữa khỏi 890 bệnh nhân. Trong số các trường hợp còn lại, đã có 50 người xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần. Theo đó, đến 6 giờ ngày 10 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong số đó, lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Các ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương cũng đã trải qua nhiều ngày không có ca mắc mới COVID-19. Trong khi đó, số bệnh nhân được khỏi bệnh tại các địa phương đang ngày một tăng lên. Nhiều ca bệnh có bệnh lý nền đã được chữa khỏi COVID-19, tiếp tục điều trị bệnh nền. Hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 36.126 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 621 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 15.874 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 19.631 người. Thưa quý vị và các bạn,
Khi thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh đã đến lúc chúng ta phải xác định chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Vì vậy, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân hãy hành động, cùng nhau thực hiện đúng và đủ các khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế. Thứ trưởng cũng chia sẻ, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Hãy tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt thông điệp 5 nội dung gồm đeo khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trước đại dịch COVID-19. Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, thực tế hiện nay, nguy cơ dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn và có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu chúng ta chủ quan lơ là. Trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế đã luôn khuyến cáo những thông điệp, những việc cần làm rất cụ thể, chính xác, phù hợp với diễn biến và tình huống phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành đoàn thể, ban hành những quy định cụ thể về an toàn trước dịch COVID-19. Nếu mỗi người trong chúng ta làm tốt các quy định đã được khuyến cáo, thì việc kiểm soát dịch COVID-19 là hoàn toàn có thể. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự đoàn kết để chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu, các khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19, xây dựng các chương trình truyền thông, thông điệp với 5 nội dung. Đặc biệt, sẽ phối hợp ra mắt MV ca nhạc với sự góp mặt của hơn 100 người là các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nhằm lan tỏa thông điệp tới cộng đồng. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Trên cơ sở công văn đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản 8777 quyết định khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi đến thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 7 tháng 9. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách, ô tô, tàu hỏa, tàu bay, phương tiện thủy đi đến thành phố Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường. Đồng thời, phải bảo đảm các nguyên tắc, thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách đi đến thành phố Đà Nẵng. Động thái này nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi đến thành phố Đà Nẵng của người dân phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đồng thời để tháo gỡ khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và vẫn bảo đảm hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho người điều khiển, tiếp viên, nhân viên phục vụ, hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách đi đến Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Thanh Hóa, Bộ Y tế tổ chức hội thảo phổ biến các hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, đại diện lãnh đạo các vụ, cục, chuyên viên, các chuyên gia Bộ Y tế, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, đại diện một số bệnh viện, trung tâm y tế của 31 tỉnh, từ Thừa Thiên Huế trở ra. Từ đầu năm 2020 đến nay, với sự nỗ lực quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố, công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt được kết quả khả quan, bước đầu đã kiểm soát được dịch bệnh,
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong giai đoạn tới, khi mở lại đường bay, số người nhập cảnh sẽ tăng lên. Thêm vào đó là khả năng vẫn còn các ca mắc trong cộng đồng, thì nguy cơ sẽ xuất hiện các ca bệnh hoặc các ổ dịch tiếp theo. Do đó, đòi hỏi không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong giai đoạn mới, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, cần triển khai trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, không những chỉ ở các cơ sở y tế, cơ sở cách ly, mà còn ở tất cả các khu vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trường học, nhà ga, sân bay, bến cảng, cửa khẩu. Tại hội thảo, lãnh đạo các vụ cục thuộc Bộ Y tế hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tại hộ gia đình, khu chung cư, dịch vụ, trường học, khu cách ly, hướng dẫn y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày, hướng dẫn giám sát dịch bệnh và hướng dẫn quản lý chất thải, vệ sinh khử trùng môi trường ổ dịch. Đây là những tài liệu hướng dẫn quan trọng, giống như những cẩm nang để giúp các bộ ngành địa phương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đồng bộ, thống nhất. Cũng tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, hỏi đáp để làm rõ một số vấn đề quan tâm còn chưa rõ hoặc bổ sung chi tiết để tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau hội thảo, các đơn vị địa phương tiếp tục phổ biến, tập huấn các hướng dẫn tới tất cả các đối tượng có liên quan để chủ động triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao, đồng thời đôn đốc kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện việc đánh giá nguy cơ dịch bệnh, quản lý chất thải, vệ sinh, khử trùng, môi trường ổ dịch, tuyên truyền tới mọi người dân, các khu dịch vụ, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, trường học, sân bay, bến cảng, bến tàu, bến xe và những nơi tập trung đông người trên địa bàn, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh. Tiếp theo chương trình, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn 9 khuyến cáo của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khều tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến hoặc tại ứng dụng nCoV và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Hải Nhân đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên cơ sở nội dung của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và những mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện đề án nông thôn mới, xã Hải Nhân đã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các thôn, cụ thể hóa nhiệm vụ của ngành phụ trách để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Ban Văn hóa và Đài Truyền thanh thường xuyên tổ chức tuyên truyền nội dung các chính sách chủ trương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới để giúp người dân hiểu đúng về xây dựng nông thôn mới là lấy sức dân để lo cho dân và xác định vai trò chủ thể của mình trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thôn Sơn Hậu có 128 hộ với 536 nhân khẩu. Đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ông Cao Văn Thụ, Bí thư chi bộ thôn Sơn Hậu, xã Hải Nhân cho biết.
Sau khi thực hiện nghị quyết của Đảng ủy về chương trình và Ủy ban nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020, qua quá trình được về xây dựng nông thôn mới, thôn Trần Hậu vận động nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn toàn thôn. Thôn đã thực hiện được 4,5 km. Tổng vốn của nhà nước hỗ trợ bằng xi măng bằng hơn 85 tấn. Còn nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng. Đời sống nhân dân hiện nay là càng mức sống nhân dân thì càng ngày càng nâng lên. Trí thức nhân dân về thôn họ nhân dân là chủ yếu là bần nông và thu hoạch bằng nông nghiệp và lâm nghiệp. Công tác văn hóa xã hội như thôn cũng đã tổ chức thường xuyên hoạt động các chương trình văn hóa thể dục thể thao, tham gia giao lưu bóng đá, bóng chuyền, văn hóa văn nghệ. Và sau khi thôn đã quy hoạch khu khuôn viên nhà văn hóa và xây dựng vận động nhân dân và con em làm ăn xa gần để ủng hộ về nhân dân về thôn và xây sửa sang làm một cái sân bóng vận động trị giá gần 200 triệu, đèn chiếu sáng lưới và các ghế đá xung quanh hội trường. Cuộc sống an ninh thì mô hình camera an ninh trên địa bàn thì chúng tôi được sự công an xã, đảng ủy cầu giao cho công an xã để thực hiện kế hoạch camera. Thì thôn Sơn Hậu cũng là một thôn chúng tôi lắp camera an ninh đầu tiên của địa bàn, mô hình camera an ninh. Hiện nay trên các tuyến đường chính của thôn và ngã ba ngã tư đều có các camera giám sát. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nên sau một thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Hải Nhân đã huy động được gần 90 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, kinh phí do nhân dân đóng góp là trên 50%. Từ số kinh phí trên, toàn xã đã triển khai và thi công hoàn thành gần 70% các tuyến đường bê tông liên thôn và các trục giao thông chính trên địa bàn xã. Xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hóa, phục vụ đời sống nhân dân, thực hiện dồn điền đổi thừa, v.v. Đến nay, xã đã đạt được 17 trên 19 tiêu chí. Cũng nhờ đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, nên đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm và phát triển. Đồng chí Nguyễn Hữu Đương, Bí thư Đảng ủy xã Hải Nhân cho biết. Về kết quả xây dựng nông thôn mới xã Hải Nhân đến thời điểm tháng 8 năm 2020, ngày đầu năm thì được Ủy ban dân giao nhiệm vụ về đích nông thôn mới, thì Hải Nhân đạt 15 trên tổng 19 tiêu chí. Và đến nay thì còn lại 2 tiêu chí, tức là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất. Thì đang tập trung phấn đấu, chỉ đạo thứ nhất là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình của trạm y tế để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Thứ hai là trường trung học cơ sở thì còn 6 phòng học chức năng đang tiến hành khởi công để đảm bảo chuẩn, và trường tiểu học thì đã hoàn thiện cái cơ sở vật chất, tu sửa cổng và tường rào, các trang thiết bị cho phục vụ cho vào năm học mới và đảm bảo giới chuẩn quốc gia. Là tiêu chí về trường học và trạm y tế thì chắc chắn là chuẩn. Về cơ sở chất văn hóa thì 10 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí dự toán mà đã được coi như Ủy ban dân xã phê duyệt là 1 tỷ 600 triệu đồng. Thì vốn này là về chủ trương của Đảng ủy và Hội đồng dân, Ủy ban dân xã hỗ trợ 3%, 7% Hội đồng dân. Mục tiêu đặt ra là trong tháng 9 bắt đầu tiến hành thực hiện và hoàn thành vào đầu tháng 10 năm 2020. Nguồn lực là tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia ngày công, đóng góp bằng công sức cũng như là tham gia bằng tiền để thuê các công ty để thực hiện. Và trong cái chương trình cơ sở vật chất thì tập trung coi như là camera đảm bảo về công tác an ninh trật tự. Thứ hai về hệ thống điện chiếu sáng thì tập trung các đường trục chính lắp đèn điện chiếu sáng và thực hiện gắn 30 cái biển pano về quảng cáo về xây dựng nông thôn mới để tập trung công tác tuyên truyền vận động. Thì về kết quả xây dựng nông thôn mới thì về phía Đảng ủy, Hội đồng dân, ban dân và tất cả các ban ngành đoàn thể là tập trung trong tháng 9 và tháng 10 và phấn đấu hoàn thành về đích nông thôn mới vào năm 2020. Hiện nay, cấp ủy chính quyền địa phương đang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực để hoàn thiện 2 tiêu chí còn lại. Phấn đấu trong năm 2020 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Cửa hàng xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm Đức Anh 1 trân trọng thông báo. Quà tặng đặc biệt, mua xe Winner X, trúng xe Winner X nhân đôi phấn khích. Winner X siêu khuyến mại, giảm 12 triệu đồng so với giá đề xuất. Khi mua xe Winner X, được tặng ngay một áo thun và tham gia vào Liên minh Winner. Một mũ cả đầu 200.000 đồng. Khách hàng mua xe được trả góp với lãi suất 0%, dành cho tất cả mọi đối tượng khách hàng. Khi mua xe, được hưởng ưu đãi hấp dẫn với phần quà gồm một mũ Honda chính hiệu cho xe ga, một chai dầu máy chính hiệu cho xe số, bảo hiểm đi đường 1 năm và một ép trang trí biển số xe cho tất cả các dòng xe. Riêng dòng xe Winner có gói tặng 2 triệu đồng, giá bán theo giá đề xuất của Honda Việt Nam. Chọn Honda Yêu, quà chuẩn đúng điệu. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020, khi khách hàng mua xe Honda Way Alpha và Honda Vision do Honda Việt Nam sản xuất, khách hàng mua xe Honda Way Alpha nhận một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khi mua một xe Honda Way Alpha, khách hàng được lựa chọn thẻ của một trong 5 nhà mạng sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnam Mobile và G-Mobile. Khách hàng mua xe Honda Vision nhận một đồng hồ Casio chính hãng có giá trị lên tới 3 triệu đồng. Khi mua một xe Honda Vision, khuyến mãi cho tất cả khách hàng đến sử dụng dịch vụ sửa chữa thay thế phụ tùng tại cửa hàng. 1. Giá phụ tùng theo giá đề xuất của Honda Việt Nam, cam kết 100% phụ tùng chính hãng và có bảo hành sau khi sử dụng dịch vụ. 2. Nhân viên dịch vụ lành nghề, được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi Honda Việt Nam. 3. Khách hàng sử dụng dịch vụ được tích điểm đổi quà, thay dầu được giảm giá lũy kế, miễn phí tiền công khi sửa chữa bảo dưỡng đại tu toàn phần xe máy. 4. Mọi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, liên hệ số điện thoại 0237 865 5868 sẽ có nhân viên đến tận nhà. Honda Đức Anh, đối diện chợ Còng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn được truyền tải trên trang thông tin điện tử tinhxa.vn. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.